À, kính thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin trích giảng với đề tài là Đức Phật và người làm ruột. Xin nói vậy, cái đề tài này được trích dẫn ở trong Tiểu Bộc Kinh, phần Kinh Tiểu Tụng, Sutta Nipata. Trong bài kinh là Bà La Môn Phá Rát Đoa Chá, người cày ruộng. Này, kính thưa vậy, duyên khởi của bài kinh này được các ngài Tham Má Bà La và các vị giáo hội sư về sau đã cho biết rằng khi Đức Thế Tôn ngài an cư mùa mưa thứ 11 ở tại xứ Magatha, trong làng E Cá gọi E Cá Mala tại tự viện Nam Sơn Dakshinagiri. Kính thưa quý vị, theo thông lệ thì Đức Thế Tôn này có năm phần sự của một ngày, và vào buổi sáng thì ngài đi trì bình thức thực, và buổi trưa thì ngài nghỉ, và buổi chiều thì ngài thuyết pháp để tế độ các hàng tại gia cư sĩ, và buổi tối thì ngài thuyết pháp để tế độ các vị tỳ khưu. Vào giữa đêm thì ngài trả lời những câu hỏi của những vị chư thiên hoặc phạm thiên, và gần sáng thì ngài chỉ nghỉ đôi chút, và vào rạng sáng thì ngài đưa Phật trí để quán xét thế gian này, để tìm những người có duyên lành để mà đi tới độ. Thì xin thưa quý vị, cũng vào buổi sáng hôm đó ngài đưa Phật trí quán sát thế gian, thì nhìn thấy hình ảnh của người Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rát Đoa Chá. Người Bà La Môn này là trưởng làng, và dân làng thì thường thường là làm nghề nông. Ngài thấy hình ảnh của người thôn trưởng này, và ngài quán xét rằng thấy vị thông trưởng này có khả năng chứng đắc được đạo dự lưu, bởi vì trong tiền kiếp đã có một cái lần tạo một phước lớn, tức là Atikara, đến cho các chư Phật quá khứ. Nhưng mà do một cái khuynh hướng sai lầm, cho nên trong hiện tại này cái người tính chủ năm xưa là tái sanh vào một cái gia tộc, mà gia tộc này có một cái sự suy nghĩ sai, hiểu sai. Và đặc biệt là người gia chủ này, tức là người thôn trưởng này, rất là thông minh. Do cái tính thông minh cho nên người thôn trưởng này không tin bất cứ điều gì cả, cho dù vị đó là vị thầy của mình. Sau khi mà quán xét được thấy rõ cái căn duyên của Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rát Đoa Chá này, thì Đức Thế Tôn ngài an ngự trong cốc, và đến giờ đi bát thất thực thì ngài cầm lấy dây bát ra khỏi hương thất của mình, một mình đi tới nơi đang tổ chức cuộc lễ hội chuẩn bị khai mở cho mùa vụ.
Thưa quý vị, cái dân làng Ekanala này có một cái phong tục là trước khi mà khai mở cái mùa vụ của mình, thường tổ chức một cuộc lễ hội. Đại khái cũng giống như cái lễ hạ điền hoặc là những cái lễ mở đầu mùa cho một cái mùa nông vụ vậy. Và người trưởng làng này đã chuẩn bị sẵn những cái cơm sữa để mà phân phát cho những người nông dân, và cũng đã chuẩn bị sẵn 500 cái lưỡi cày để cày vỡ đất. Thì thú vị rằng Đức Thế Tôn ngài đi ngự tới nơi lễ hội đó, ngài đứng ở một nơi cao. Và trong khi mà cuộc lễ sắp sửa khai mở, thì Đức Thế Tôn ngài tỏa hào quang từ thân ra. Nhìn thấy hào quang của Đức Thế Tôn tỏa ra như vậy, những cư dân đó nhìn lên thì thấy Đức Thế Tôn, và lập tức họ rửa tay rửa chân đi tới để đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng dây quanh Đức Thế Tôn. Ông Bà La Môn trưởng làng nhìn thấy khung cảnh này thì ông khó chịu. Và thưa quý vị, ông nghĩ rằng cái ông Sa Môn này tới đây làm dân chúng dây quanh ông, có khả năng cuộc lễ hội này sẽ không được thành công, do ông tới đây hẳn là ông có ý phá hoại cuộc lễ hội này. Cho nên Bà La Môn này đã đi tới nơi mà phân phát đồ ăn, đến kế gần Đức Thế Tôn, và ông nói với Đức Thế Tôn rằng: này vị Sa Môn kia, người ta muốn có ăn người ta phải đi cày ruộng để có được vật thực sử dụng. Vì sao ông không đi cày ruộng để mà có vật thực dùng mà lại đi khất thực như vậy, đi xin ăn như vậy? Đức Thế Tôn mà dạy rằng: này Bà La Môn, Như Lai cũng đã từng cày ruộng, và giờ đây Như Lai đã hưởng quả. Xin thưa quý vị, nghe vậy thì ông này ngạc nhiên. Còn Bà La Môn này nhìn lên Đức Phật, thì Bà La Môn này nhận ra rằng đây hẳn có lẽ là Thái tử Siddhartha, người mà ta đã từng nghe là xuất gia là trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà người mà ta đã từng nghe rằng vị này nếu ở tại gia thì sẽ là bậc chuyển luân vương, nhưng mà không biết cái vị đang đứng trước mặt của ta đó có quả thật phải là một vị bậc hay không. Bởi vì trên đời này ta không thể tin bất kỳ một việc gì nếu như ta chưa có chứng kiến. Cho nên Bà La Môn này mới hỏi Đức Phật rằng: này Sa Môn, ông nói rằng ông đi cày ruộng, mà sao ta không thấy cái dụng cụ như ấp, như cày bừa của ông? Xin lỗi quý vị, Đức Phật này mới giải rằng: này Bà La Môn, thật sự thì ta đã cày bừa. Và ngài nói lên câu kệ ngôn rằng:
sát tha bi chăng tập bồ vũ thích. Này bà làm ơn, cái đức tin là hạt giống của ta, và cái khổ hạnh là nước mưa của ta. Bành nhà mê dũ gác, cái trí tuệ của ta nó chính là cái cài bừa. Hi ri isa, cái sự hổ thẹn tội lỗi nó chính là cái trán cài. Mano yut tăng là dây thần, ý của ta là chính là dây thần. Sati me pha la ba cha năng, cái sự chú ý hay là không khinh thường đi chung với trí tuệ là những cái răng bừa và lưỡi cài. Và thú vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đoạn kệ ngôn này. Thật ra thì Đức Thích Tôn ngài thuyết giảng tới 4 câu kệ ngôn. 3 câu kệ ngôn đầu dẫn dắt tâm ông Bà La Môn Parat Vá Chá đi bắt lấy đạo quả, và câu kệ ngôn thứ 4 là kết thúc bài pháp. Và sau khi nghe cái thời pháp của Đức Thích Tôn, ông Bà La Môn này đã chứng quả dự lưu và ông hoan hỷ đã cúng dường cái hung sữa đến Đức Thích Tôn. Xin thưa vậy, Đức Thế Tôn ngài bảo ông Bà La Môn Phá Rá Đô Chá rằng Như Lai không phải thuyết pháp, kính thưa quý vị, sau dứt cái bài kinh thì ông Bà La Môn Phá Rá Đô Chá này chứng quả dự lưu và ông rất hoan hỷ cúng dường công sữa đến cho Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này Bà La Môn, Như Lai giảng pháp không phải gì do nhân vật thực. Vậy này Bà La Môn, hãy đem công sữa này đổ xuống dưới dòng nước. Và khi ông Bà La Môn đem bát công sữa đổ xuống dòng nước thì con sở đó nó sôi lên như có một chất nóng vô cùng mãnh liệt nằm ở trong con sở, và ông kinh hoàng. Ở đây chúng ta sẽ xem những bộ chú giải để giải thích một số chi tiết của cái câu kệ ngôn đầu tiên này. Điểm thứ nhất là theo mẫu duyên khởi, Đức Thế Tôn ngài đang nhập hạ tại làng Ekanala, và ở trong cái tự viện Dakshina Giri, tức là Nam Sơn. Và ngài ra đi, tại sao không có chư tỳ khưu cùng đi chung? Và cách thức lấy bát của Đức Thế Tôn như thế nào? Thì xin thưa vậy, trong bản sứ giải có giải thích rằng khi Đức Thế Tôn mà muốn lấy bát thì lập tức chiếc bát do tứ đại vương cúng dường đến ngài khi ngài thành đạo dưới cội bồ đề, và hai người thương buôn Táp Bút Xá và Pali Cá dâng vật thực đến cho ngài. Thì bây giờ tứ đại vương đem dâng cho ngài 4 cái bát, và ngài dùng thần lực từ 4 bát đó trở thành một chiếc bát, và ngài dùng cái bát đó để thọ nhận những cái vật
lễ cúng dường hay là những vật thực cúng dường của hai thương buôn đó. Từ đó về sau thì ngài luôn luôn sử dụng cái bát này, và mỗi khi ngài khởi ý nghĩ rằng Như Lai lấy bát thì lập tức chiếc bát đó xuất hiện trong tay của ngài. Ngài không cần phải đi như chúng ta đi tới nơi để đặt bát về lấy. Đây là một cái điều kỳ diệu. Điểm thứ hai để giải thích rằng tại sao ngài an cư mùa mưa thứ 11 ở tại tự viện Nam Sơn như vậy mà khi đi ra không có chư tỳ khưu tùy tục. Mà xin thưa quý vị, Đức Thế Tôn chúng ta có một cái thông lệ. Nếu ngài muốn đi bát một mình để tế độ người hữu duyên thì trước đó ngài đóng cửa hương thất lại. Và tới giờ đi bát mà chư tăng nhìn thấy cái cửa hương thất của Đức Thế Tôn đóng lại thì các ngài biết rằng Đức Thế Tôn sẽ ngự đi xuất thực một mình để tế độ một cái người hữu duyên nào đó. Cái người hữu duyên này đã xuất hiện ở trong cái võng trí của Đức Thế Tôn khi mà ngài quan sát thế gian này vào rạng sáng. Cho nên vào hôm đó thì chư tỳ khưu đến giờ đi bát xuất thực nhìn thấy hương thất của Đức Thế Tôn đã đóng kín, cho nên hiểu ý của Đức Thế Tôn và các ngài lặng lẽ ra đi. Sau khi chư tăng ra đi thì Đức Thế Tôn ngài cầm lấy bát và ra đi đến nơi cái lễ hội. Đây là điểm mà bản sư giải đã giải thích cho chúng ta hiểu biết như vậy. Cái điểm nữa là câu hỏi của ông Bà La Môn Parārajā rằng này Sa Môn, ông nói là ông cày ruộng mà sao ta không thấy dụng cụ cày bừa của ông. Nhưng mà câu trả lời của Đức Thế Tôn á, ngài nói câu kệ ngôn mà chúng ta vừa tìm hiểu đó, đó là Sattha Bicchaṃ, đức tin là hạt giống. Một câu hỏi chỉ nói về dụng cụ, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài lại trả lời trước tiên là cái hạt giống. Bởi vì sao vậy? Thưa quý vị, điểm thứ nhất, cái người mà muốn gieo trồng hay làm ruộng phải cần có cái hạt giống. Mặc dù cái hạt giống nó được gieo sau khi cày bừa, nhưng mà cái hạt giống là cái điều kiện chủ yếu nhất để cho cái mùa vụ. Dù cái cày bừa rồi mà không có chuẩn bị hạt giống thì sẽ không có cái thu hoạch của vụ mùa. Mà chuẩn bị hạt giống phải chuẩn bị những loại hạt giống tốt, không nên khinh suất để chuẩn bị cái hạt giống nó không có được tốt đẹp thì cái vụ mùa sẽ không được cái thu hoạch tốt. Đây là điểm thứ nhất. Tức là Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng với một cái người mà nông dân á thì trước tiên phải chọn cái hạt giống trước, mặc dù hạt giống được gieo sau khi cày bừa nhưng nó lại làm cái việc tiên quyết đầu tiên phải chọn lựa trước. Như vậy thì việc chọn lựa hạt giống trước á, nó xin lỗi, việc mà chọn lựa hạt giống nó phải làm trước khi cày bừa chứ không phải để sau khi cày bừa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng đức tin là hạt giống của ta. Sattha Bicchaṃ. Và đặc điểm nữa ở đây với cái nghĩa mở rộng
thì bạn sẽ giải thích rằng bởi vì ông Bà La Môn này là cái người không có niềm tin nơi Phật pháp. Tuy rằng ở trong tiền kiếp đã có những lần tạo những cái công hạnh lớn, Atikara làm những công việc lớn đến cho chư Phật hay là những vị thánh tăng. Nhưng mà do một cái tư tưởng sai lầm và trong hiện kiếp này ông rơi vào một cái dòng Bà La Môn thuộc về dạng tà kiến. Và đặc biệt là ông có cái sự nghi hoặc. Người mà không có đức tin, người mà có cái sự nghi hoặc ở trong giáo pháp này thì cái người đó không thể chứng đắc được đạo quả, không thể đi đến tận cùng của sự giải thoát. Cho nên để chỉ điểm cho ông ta thấy, Đức Thế Tôn ngài nêu lên cái hạt giống trước tiên, tức là cái đức tin trước tiên. Chính cái đức tin nó mới tạo ra những cái kết quả lớn, cũng giống như những cái hạt giống tốt thì nó mới cho những cái kết quả của một cái mùa vụ nó dồi dào, nó có nhiều cái lợi ích. Và thưa quý vị rằng cái đức tin mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là có bao nhiêu cái loại đức tin. Xin thưa quý vị, trong bản sách giải thích rằng cái đức tin mà Đức Phật ngài dạy trong bài kinh này á có 4 loại. Cái loại thứ nhất á mà thường người Phật tử chúng ta giờ đang có đó, đó là cái sự phát sanh do cái đức tin, phát sanh do cái sự trong sạch đối với đối tượng, tức là đối với cái hình ảnh khả kính. Những hình ảnh mà lục căn được thanh tịnh, tức là các quyền được thông sáng, được nhiếp phục lại với một cái dáng dấp đạo mạo uy nghiêm, thanh nhàn tự tại. Thì với những cái hình ảnh như vậy, cái người này có thể là phát sinh đức tin. Hoặc do những cái âm thanh, rất là do sự nghe pháp mà phát sinh đức tin. Như chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta đó có 4 cách làm cho khởi sanh niềm tin cho cái người đối diện. Thứ nhất là với cái 32 đại nhân tướng của ngài, thì những người chưa có niềm tin có thể phát sinh niềm tin. Như trường hợp Bà La Môn Brahmayú chẳng hạn, hoặc là Bà La Môn Bokkharadi chẳng hạn. Muốn hiểu rằng cái vị này có thật sự là một vị chánh đẳng giác hay không thì đã sai cái đệ tử của mình đi tới điều nghiên xem coi Sa Môn Gotama có phải có đủ 32 cái đại nhân tướng hay không. Nếu một cái người mà có đủ 32 đại nhân tướng nữa đó, nếu sống tại gia sẽ là vị chuyển quân vương, còn nếu xuất gia sẽ bậc là chánh đẳng chánh giác. Và sau khi nghe đệ tử mình điều nghiên về báo lại là Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 đại nhân tướng, thì những Bà La Môn như là Paramayú hay là Bokkharadi phát sinh niềm tin. Cách thứ hai nữa là với cái tiếng dịu ngọt và du dương như tiếng chim ca lăng tần già của Đức Thế Tôn, người chưa có đức tin mà nghe cái niềm tờ, nghe cái âm thanh này đó, nó có cảm giác giống như là những lời nói của Đức Thế Tôn đi thẳng vào tâm, là có niềm tin. Thứ ba là cái hạng người mà thấy đức, nghe Đức Thế Tôn ngài thực hành những cái pháp khổ hạnh, phát sinh niềm tin. Như trường hợp năm ngày Kiều Trần Như chẳng hạn, khi Bồ Tát chúng ta chưa thành đạo mà ngài thực hành pháp khổ hạnh cực kỳ, mà ngài càng khổ hạnh nhiều
thì những vị bà những vị đạo sĩ này lại càng hoan hỷ và tin rằng ông này sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà khi Bồ Tát chúng ta mà từ bỏ cái lối tu khổ hạnh, chuyển qua cái lối thực hành theo con đường giữa, thì ông ta thối chuyển niềm tin. À, 5 ngày này tự nhiên bỏ ra đi, cho rằng Sa môn Gotama đã thối thất tinh tấn. Cho nên một nguyên nhân mà để phát sinh niềm tin từ nay Đức Thế Tôn nữa, đó là thấy ngài thực hành cái pháp khổ hạnh cực kỳ, và điều thứ tư là phát sinh niềm tin do nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Và xin thưa quý vị, bản sư giải giải thích rằng á, cái số lượng mà phát sinh niềm tin á, từ ba cái nguyên nhân đầu, tức là do thấy sắc tướng, do nghe được âm thanh vi diệu, hoặc thấy hành của hạnh thì nhiều. Còn cái hạng mà phát sinh niềm tin do nghe pháp từ Đức Thế Tôn á, nó chỉ chiếm 10%. Cho nên cái niềm tin ở đây á, mà Đức Phật ngài nhắn gửi chúng ta đó, dạy chúng ta có, là phải tin vào cái pháp. Nhưng mà ở đây muốn nói là cái niềm tin thứ nhất á, mà phát sinh lên là do thấy, là do cái phát sinh sự là trong sạch, do hình ảnh hoặc do âm thanh. Mà âm thanh phải đặc biệt, phải là âm thanh đó thuộc về pháp bảo, tức là nghe giảng pháp, tức là tin vào pháp. À, trong sạch đối với pháp. Một cái niềm tin thứ hai được phát sinh lên đó, đó là cái đức tin do sự quyết định. Cái người mà có sự quyết định và tin chắc rằng cái quyết định mình nó sẽ thành hiện thực trong tương lai, thì cái niềm tin đó nó là cao hơn một bậc. Tức là cái người mà Phật tử của chúng ta đó sẽ phải tạo những cái thiện nghiệp, tạo những cái phước lành, quyết định rằng với phước lành này sẽ chứng đạt được đạo quả trong tương lai. Trong tương lai có thể là trong hiện tại này, tức là ngay trong kiếp sống này, hoặc là những kiếp về sau. Nhưng mà nếu không có niềm tin đó đó, thì cái hạt giống kia nó bị bể đi. Nên đức tin mà Đức Phật ngài dạy á, đức tin là cái hạt giống ở đây, nó phải hạt giống tốt. Thì cái hạt giống tốt này, ngoài sự trong sạch do nghe pháp, thì phải có một cái sự trong sạch khác, tức là một cái mãnh lực mạnh khác, đó là quyết định rằng mình sẽ chứng đắc được đạo quả trong tương lai, và tin chắc rằng cái sự quyết định này nó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Đó là cái hạt giống được gieo xuống và nó cho cái kết quả tốt ở trong tương lai, tức là cái đức tin do sự quyết định và tin chắc quyết định mình là thành tựu. Chính cái đức tin mà do quyết định nó thành tựu này đó, nó trở thành là một cái đức tin của ba la mật. Bởi tất cả những pháp ba la mật được khởi nguồn bởi sự quyết định Atthana. Không có Atthana thì những cái phước thiện của chúng ta làm nó chỉ cho kết quả nhân thiên, mà không đưa tới cái kết quả là thánh đạo hay thánh quả. Cho nên cần phải có quyết định một sự tin chắc rằng mình sẽ chứng đạt được đạo quả. Thưa quý vị, một cái đức tin thứ ba cần phải có nữa, đó là tin chắc vào cái con đường trung đạo này là cái đạo lộ duy nhất. Nếu mà tin pháp đã rồi, pháp thì nhiều, cũng có thể những cái pháp mà dạy chúng ta là không làm ác, làm các việc lành, có những cái pháp mà dạy chúng ta tránh xa đi những cái ác nghiệp mà thực hiện những cái thiện nghiệp, cũng có những cái bài pháp dạy người cư sĩ chúng ta tinh tấn nỗ lực
để xây dựng tài sản cách đúng pháp. Nhưng mà cái những cái pháp đó chỉ giúp chúng ta tạm thời thoát khỏi cái khổ, cái khổ vật chất bên ngoài hoặc cái khổ những sinh thú, không phải rơi xuống bốn cái khổ cảnh. Nó có thể cho sanh lên cõi chư thiên hoặc là sanh lên cái cõi phạm thiên. Nhưng mà chỉ còn cái pháp mà dẫn xuất ra khỏi luân hồi, đem chúng ta ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi, chỉ có con đường giữa này thôi. Tức là chỉ có giới định tuệ. Có tin vào giới mới thực hành, giữ giới một cách cẩn trọng. Có tin vào định thì người đó mới thực hành thiền định, để tâm nó được an tịnh. Như câu Phật ngôn của Phật Ngài dạy: không làm các điều ác, làm các việc lành. Đã đành rồi. Nhưng mà tiếp theo nó phải làm sao? Tiếp theo nó phải là giữ tâm cho trong sạch. Tức là trước cái mắt là phải áp chế đi những cái phiền não, phải đẩy lùi đi những cái thói hư tật xấu, đẩy lùi đi những cái ác bất thiện pháp, áp chế đi những cái bất thiện pháp. Và tin vào cái trí tuệ, nhất là cái tuệ quán. Cái trí tuệ của thế gian thì nhiều, nhưng mà chỉ có cái tuệ quán mới có thể dẫn xuất ra luân hồi. Cái tuệ quán này là cái tuệ mà phải thấy được cái một trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Không có cái tuệ quán này thì không thể xuất ra khỏi luân hồi. Cho dù thông minh cỡ nào, cho dù chứng đắc thiền tịnh cỡ nào, mà không có cái tuệ quán này, không có thấy thấy vô thường, khổ, vô ngã này, thì không thể nào dẫn tâm ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Và phải có niềm tin vào cái con đường bát chánh này, tức là tin vào giới mới thực hành giới, tin vào thiền tịnh mới thực hành thiền tịnh, và tin vào cái tuệ quán dẫn xuất ra khỏi luân hồi mới thực hành thiền quán. Đây là cái niềm tin ở dạng cao hơn hai loại niềm tin. Và không có loại niềm tin mà trở thành kiên cố bất động. Đó là niềm tin nó xuất phát từ thánh đạo hay thánh quả. Tức là muốn ám chỉ cái niềm tin mà vị thánh dự lưu có được. Từ kể từ vị thánh dự lưu có được cho đến bậc thánh A-la-hán, thì cái niềm tin nó không bao giờ bị lay chuyển. Và chẳng những không bị lay chuyển, mà cái niềm tin nó không bao giờ bị bể bụng. Ở đây với người mà có niềm tin vào cái hình ảnh trong sạch về pháp chẳng hạn, về giới định tuệ chẳng hạn, về cái quyết định ba la mật mình chẳng hạn, nhưng mà niềm tin đó nếu chưa chứng đắc được đạo quả thì niềm tin đó cũng đôi khi bị bể bụng. Hoặc là ở trong những hiện kiếp này không bị bể bụng thì sau khi mệnh chung có khả năng niềm tin này nó không tồn tại. Chỉ bao giờ cái người mà chứng đắc được dự lưu, dù cho trải qua hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn kiếp trái đất đi chăng nữa, thì cái niềm tin này vẫn y nguyên như vậy. Không hề bị thối chuyển, không hề bị bể bụng, không hề bị tách liệt khỏi tâm. Cho nên trong bốn loại niềm tin, thì cái niềm tin mà thành tựu được đạo quả là niềm tin cao tột nhất. Chúng ta lặp lại những niềm tin của bốn. Thứ nhất là phát sinh, nó phát sinh do sự trong sạch đối với cái hình ảnh hoặc là những cái âm thanh, mà đặc biệt là âm thanh hiệu pháp. Thứ hai là cái niềm tin này nó được củng cố,
nó được trong sạch bởi một cái sự quyết định và tin chắc rằng cái sự quyết định mình nó đúng đắn và nó thành tựu trong tương lai, tức là quyết định đạt được đạo quả. Và niềm tin thứ ba để mà thực hành dấn thân vào cái đạo lộ dẫn xuất ra khỏi luân hồi, tức là niềm tin về con đường giữa. Và cao tột nhất chính là đức tin chứng đạt được thánh đạo thánh quả. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng á, này Bà La Môn, đức tin là hạt giống của Như Lai. Cả bốn loại này, bốn loại niềm tin này Như Lai có đủ. Và ông Bà La Môn Phá Rõ Rô Chá này là cái người thông minh, chẳng qua bị lầm lỡ sa chân vào trong một gia tộc tà kiến, bị cái môi trường sống nó làm cho có một ý nghĩ sai lầm. Nhưng mà ông ta rất thông minh và trực hiểu ngay, hiểu ngay cái vấn đề. Cho nên do dự hoài nghi và thiếu niềm tin, cho nên Đức Thế Tôn ngài mặc dù Bà La Môn này không hỏi về hạt giống trước, nhưng Đức Phật ngài chỉ ra cái hạt giống trước. Mà hạt giống này chính là đức tin đã thành tựu được bốn loại tin như vậy. Câu kệ thứ hai tiếp theo đó, cũng trong câu kệ này Đức Phật ngài dạy rằng Pháp Vô Bất Thí. Cái thường thường Pháp Vô được dịch là khổ hạnh, nhưng ở đây là sự nhiệt cần, là tinh cần, tinh tấn với một cái sự ham thích, vui thích, thích thú. Pháp Vô là Bất Thí là mưa. Nhưng mà tinh cần như thế nào được gọi là cái nước mưa? Trước tiên chúng ta thấy rằng cái hạt giống mà khi gieo xuống mà không có nước á, thì hạt giống nó cũng sẽ không thể nảy mầm. Mà cái nước mưa phải là nước mưa như thế nào? Mưa lũ lụt nhiều quá thì cái hạt giống kia cũng sẽ bị úng. Vậy phải mưa như thế nào? Cho nên chữ táp vô là nhiệt cần, chăm sóc một cách đúng độ, là tinh tấn một cách đúng độ, đúng pháp, đúng đường, mà cũng vừa phải, chứ không phải quá. Đã đành rằng là ham thích, vui thích trong sự nỗ lực để tâm cầu đạo quả, nhưng mà sự vui thích, sự ham thích đó không vượt đi quá lố. Bởi vì nó vượt đi quá lố vậy thì làm cho đức tin kia, cái hạt giống kia nó sẽ bị úng vậy. Kính thưa quý vị, cái táp vô có nghĩa là một sự tinh tấn với một cái niềm vui thích mà nó có một sự điều độ. Và ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái táp vô, cái chuyện nhị cần đó là nước mưa của Như Lai. Như hàm ý rằng á, này Bà La Môn, nếu như ngươi gieo hạt giống xuống mà không có nước thì ngươi phải tự đi tưới đấy. Trái lại, nếu ngươi gieo hạt giống xuống mà có một trận mưa vừa phải vừa đủ để cho cái hạt giống kia nó nảy mầm, và cái những hạt mưa, những giọt mưa hoặc là những cái trận mưa nó vừa phải vừa đủ để làm cho cái hạt mầm kia tăng trưởng và nó nuôi dưỡng cái thân cây đó, thì thân cây nó sẽ tồn tại, và khi trưởng thành thân cây đó nó sẽ cho ra những cái kết quả đáng hài lòng. Như thế nào cũng vậy, này Bà La Môn, cũng như Đức Phật ngài dạy rằng này Bà La Môn, với cái niềm tin nó chưa đủ mà phải cần có những giọt mưa, tức là những cái việc lành.
Nhưng mà phải những giọt mưa như thế nào? Những giọt mưa đó là những giọt mưa trong sạch, những giọt mưa tinh khiết, chứ không phải là những cái trận mưa mà nó đầy ô nhiễm trong đó. Những cái giọt mưa trong sạch, những giọt mưa tốt đẹp, bất luận những việc làm thiện với một cái tâm ý tốt đẹp. Những cái việc làm thiện nào với tâm ý được gọi là tốt đẹp? Mặc dù chúng ta biết rằng bất kỳ một cái tâm thiện nào, bất kỳ một cái việc thiện nào nó cũng xuất phát từ vô tham vô sân vô si. Nhưng cái vô tham vô si, vô sân đó nó chưa có phát huy được cái sức mạnh của nó, thì nó chỉ có mặt ở đó, nó chỉ đóng góp trong cái vai trò thiện đó thôi, chứ nó không có phát huy làm cho cái tăng trưởng cái thiện nữa. Chỉ bao giờ cái vô tham, cái mãnh lực vô tham, cái mãnh lực vô sân, cái mãnh lực vô si nó phát huy được cái sức mạnh của nó, thì cái thiện hạnh này, cái việc làm tốt đẹp này, nó sẽ cho kết quả lớn và đáng hài lòng. Như vậy thì những cái thiện hạnh nào hay là những trận mưa nào gọi là không ô nhiễm? Đó là những cái trận mưa mà dẫn ra khỏi cái dòng luân hồi. Nói cách khác, đó là những cái phước thiện mà giới có một cái tâm nguyện là chứng đạt được đạo quả. Cho nên những người Phật tử chúng ta làm những cái việc phước thì cần lưu ý rằng hãy hướng nguyện đến Niết Bàn, bởi Niết Bàn là nơi trong sạch. Còn những cái quả ở trong tam giới này thì dù quả nào đi chăng nữa nó cũng còn lấn cấn cái phiền não của tham ái, nó ẩn khuất ở trong đó, nó chưa hoàn toàn trong sạch. Và trong cái bước thực hành những cái thiện hạnh mình, Đức Phật Ngài dạy rằng sự nhiệt cần là nước mưa của Như Lai. Ở đây Đức bạn sẽ giải thích rằng khi Đức Phật Ngài dạy vậy thì Đức Phật Ngài muốn ám chỉ rằng chính sự thu thúc tâm, gìn giữ tâm không rơi vào sáu dục của thế gian, đó là cái loại nước mưa trong sáng nhất. Tức là không rơi vào sắc thinh hương vị xúc pháp, nó liên hệ tới các dục lạc, nó không liên hệ tới những cái quả ở trong dòng luân hồi. Ở đây nước mưa, xin lỗi, nhiệt cần là nước mưa của Như Lai, tức là những cái thiện hạnh mà của Như Lai đã làm đó, đó. Như Lai đã làm bằng cách là gìn giữ tâm không cho rơi vào sáu dục, sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục và pháp dục. Hàm ý Ngài mới nói rằng ở đây chính là cái chánh tư duy. Bởi vì nách xâm má quý tất cả ly dục tập, đó là cái loại nước mưa tốt nhất cho cái hạt giống được gieo. Cũng vậy, với một cái sự suy nghĩ đúng đắn, lìa bỏ những cái dục lạc, đó là những hạt nước mưa tốt nhất cho cái đức tin nó nảy mầm để cho kết quả là đạo quả trong tương lai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi làm việc thiện, khi làm những cái phước lành, chúng ta đừng cái mơ ước tới được sắc thinh hương vị xúc pháp, nó có liên hệ tới các dục lạc. Đó là ý nghĩa của chữ tha bát. Đức Phật Ngài giải tiếp là banh nha mê du á, trí tuệ là ách và lưỡi cài. Banh nha mê du á,
Na ăn ga lăng. Trí tuệ là cái lưỡi cài. Trước tiên, cái lưỡi cài nó nhằm mục đích đó là nó phá vỡ đi những thỏi đất hay là những khối đất của rắn chắc. Nó làm tung đi những cái khối đất đó. Đồng thời cái ách hay là cái bừa đó thì nó bứng đi tất cả những cái gốc rễ của cỏ dại. Các bạn dùng một cái hình ảnh là cái trí tuệ giống như là cái lưỡi cài và cái bừa. Để chỉ dạy cho ông Bà La Môn rằng con người ta do chấp vào cái khối, tức là cho vào chấp vào một cái khối ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, thì chính cái trí tuệ này nó giống như cái bừa, nó phá vỡ cái khối đó. Chúng ta có hai cái khối, một cái là khối tưởng và một cái là liên tục tưởng. Chính cái liên tục sinh diệt liên tục đó, chúng ta có cảm giác dường như là y nhiên như vậy, nó không thay đổi. Nó cũng giống như cái ngọn lửa đó, cái từng hạt lửa mà nó cháy đều. Chúng ta có cảm tưởng là ngọn lửa từ đầu hôm đến cuối hôm nó chỉ là một ngọn lửa, nhưng mà thực tế ra thì cái ngọn lửa đó đầu hôm nó khác, giữa hôm nó khác, cuối hôm nó cũng khác. Mà nhưng mà bởi vì nó cái ngọn lửa đó nó sinh diệt liên tục, mà cho nên chúng ta cho rằng á, từ đầu hôm cho đến giữa đêm nó cũng chỉ là một ngọn lửa. Thật sự nó vô số cái ngọn lửa, thật sự là vô số những đốm lửa nối kết. Thì chính cái trí tuệ này nó cắt đứt, nó bứng đi những cái liên tục tưởng đó. Và một cái khối như là một ngọn lửa đó, nó bị cái lưỡi cài này nè, nó bứng lên, phá vỡ ra. Nhưng mà cứ cho rằng cái sắc thân này chỉ là một, nhưng mà ngày hôm trước nó khác, ngày hôm nay nó khác, ngày mai nó khác. Nó chỉ bị cái liên tục đó, sinh diệt liên tục đó. Và chúng ta có nhầm lẫn rằng cái thân ngũ uẩn này nó chỉ là một. Và chính thì chỉ là một như vậy thì nó dẫn tới một cái tà kiến sai lệch, là cho rằng có một cái ngã nằm ở trong này. Thì chính cái trí tuệ hay cái lưỡi cài này nó muốn vỡ đi những cái khối tưởng. Và cái trí tuệ mà bứng đi cái khối tưởng hay liên tục tưởng đó, đó là trí tuệ gì? Xin thưa vậy là trí quán. Trí quán xét thế gian này. Và thế gian này luôn luôn nó bị tìm và ẩn bởi ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà ở đây trong bản sứ giải giải thích rằng khi Đức Phật Ngài dùng cái trí này đó, hàm ý rằng á, Đức Phật Ngài dạy cho Bà La Môn rằng á, này Bà La Môn Như Lai, sau khi mà bứng vỡ đi những cái khối tưởng và cái bừa nó cài lên hết những cái gốc rễ của cõi dại, như thế nào vậy? Với một cái trí quán này thì sẽ nó bứng đi hết tất cả những cái gốc rễ của phiền não ở trong tâm. Bao giờ cái người nào mà thấy được cái mãnh lực của vô thường tướng, thấy được cái mãnh lực của khổ tướng, hay thấy được cái mãnh lực của vô ngã tướng, thì trong những giây phút đó tất cả những cái gốc rễ những phiền não nó tạm thời bị bứng lại, nhưng mà chưa diệt tận được đâu. Bởi vì những gốc rễ này nó còn cơ hội sinh khởi trở lại. Cho nên cái trí ví như cái bừa, cái cài ở đây,
Đức Phật càng mới dạy là có hai loại trí. Thứ nhất là trí quán xét thế gian theo đúng tâm tướng, nhưng mà nó chỉ tạm thời áp chế được những cái gốc rễ của phiền não, cội rễ phiền não. Mà thì phá vỡ đi, bứng lên để khiến cho những gốc rễ kia nó không còn cái cơ hội sinh khởi lên được, nó không còn cơ hội sống được. Thì đó chính là trí quán của siêu thế pháp, tức là chứng đạt được tạo quả. Bao giờ chứng được một đạo hay một quả thì bây giờ cái gốc rễ của phiền não kia nó bị diệt thật sự là vậy. Còn khi thấy được thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ, thế gian này là vô ngã, thì chỉ tạm thời đẩy lùi đi những cái gốc rễ bất thiện, tạm thời bứng rơi những gốc rễ bất thiện, nhưng những gốc rễ bất thiện đó nó còn có cơ hội sinh khởi trong tương lai, bởi chưa diệt trừ nữa. Cũng giống như cái người cày ruộng nha, cày lên bừa xong gom hết tất cả những gốc rễ của những cỏ dại, nhưng mà không đem đốt, không đem dọn, thì khả năng những gốc rễ của cỏ dại đó nó có thể bén đất trở lại và nó sẽ sinh khởi trong tương lai. Chỉ bao giờ đem đi những cái cỏ dại đó, những gốc rễ đó, đem đốt, đem thiêu, đem hủy, thì nó sẽ không còn có cơ hội sanh khởi. Cũng vậy, một khi trí đạo sanh khởi lên rồi thì những cái phiền não được bứng bỏ, nó sẽ không còn cơ hội sanh khởi lại. Ví dụ như bậc dự lưu thì cái tà kiến hoài nghi không bao giờ còn có cơ hội sanh khởi, không bao giờ còn cơ hội. Chánh Đức Phật ngày dạy cái trí của Như Lai là cái bừa cài. Và Đức Phật ngày dạy tiếp với câu kệ ngôn là Hiri Isa, cái sự hổ thẹn tội lỗi nó là càng của cái cài, hay là cái cài. Ở đây chữ hổ thẹn tội lỗi đi, cũng nên nhớ rằng bản sẽ giải thích rằng được ví như là hai cái càng của cái cài. Bởi vì không bao giờ mà cái pháp này nó đi riêng lẻ, tức là ý muốn nói rằng hai cái pháp hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi luôn luôn song hành với nhau. Hãy nói một, tức là nói hai. Và đôi khi, nói cả hai. Khi nói tới hổ thẹn tội lỗi, thì đồng nghĩa rằng có mặt của sự ghê sợ tội lỗi ở đó. Và cái càng này là cái cán cài. Tức là, hay là hai cái càng của cái cài. Tức là, chính cái hổ thẹn tội lỗi này, chính cái ghê sợ tội lỗi này, đó là cái bước thâm nhập vào cái vùng trời giới tịnh tuệ. Có trí quán, có đức tin, có những thiện hạnh, mà cái trí quán của thế gian này, cái đức tin theo của thế gian này chưa chứng đạt là đạo quả đó, những cái thiện hạnh mà mình tự tạo lập đó, mà nó không có sự ghê sợ tội lỗi, nó không có sự hổ thẹn tội lỗi, thì nó chưa tiếp cận được với cái giới của bậc thánh yêu mến. Phải cần có hai cái pháp này để tiếp cận được cái giới, thâm nhập vào cái vùng giới của bậc thánh. Tâm mà có hai được cái pháp này á, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, thì tâm này dễ dàng đi thẳng vào trong giới định tuệ của bậc thánh. Chúng ta có, nhưng mà chúng ta đi chưa đi được. Bởi sao? Bởi vì cái mãnh lực hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi chúng ta còn yếu, yếu lắm. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật ngày dạy đó, cần phải phát triển cái tàm lực quý lực, tức là sức mạnh của hổ thẹn tội lỗi, sức mạnh của ghê sợ tội lỗi. Có phát triển được hai loại sức mạnh này thì cái người đó
mới có khả năng thâm nhập vào giới bậc thánh. Mà giới bậc thánh muốn ám chỉ là giới của bậc thánh tu đầu vờn hay bậc thánh dự lưu. Nó cách rộng rãi hơn, tức là giới của từ dự bậc thánh dự lưu cho đến bậc thánh A-la-hán. Đức Phật Ngài giải rằng này Vishka, cái trọn đời giữa thánh A-la-hán đã từ bỏ sắc sanh. Đã trọn đời giữa thánh A-la-hán từ bỏ lấy của không cho. Trọn đời giữa thánh A-la-hán từ bỏ nói dối. Trọn đời giữa thánh A-la-hán từ bỏ xin thưa quý vị, khi mà với một cái tâm niệm của một cái người mà luôn luôn giữ gìn hai cái pháp này, phát huy được cái sức mạnh của khổ thẹn tội lỗi, phát huy được cái sức mạnh của ghê sợ tội lỗi, thì người này đang tiến dần đúng theo con cái hướng đi vào giới của Phật Thánh. Quý vị nhớ Đức Phật Ngài dạy vào Visakha, trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ sát sanh, từ bỏ đích của không cho, từ bỏ hành phi phạm hạnh, vân vân. Và đây là cái nhân gần nhất để tiến vào thành tựu giới, tức là tiến vào giới của bậc thánh. Đức Phật Ngài giải tiếp câu kệ ngôn Mano Yut Tăng. Mano là ý, Yut Tăng là dây buộc. Ở đây chữ ý, bản sư giải thích rằng cái hàm nghĩa là cái định. Nhưng Đức Thế Tôn Ngài dạy cái chữ ý để Bà La Môn Phá Rá Đô Chá này dễ cảm nhận ý nghĩa sâu thẳm của cái chữ Mano, chữ ý này. Mà ý này là cái dây buộc. Xin thưa vậy, có ba loại dây buộc. Đối với một người cày ruộng có ba loại dây buộc. Một sợi dây buộc thứ nhất là nó buộc cán cài, hay là cái cán cài vào lưỡi cài. Hay nói cái khác là nó buộc cái cài vào trong cái cổ xe để cài. Thứ hai, một sợi dây buộc thứ hai nữa là nó buộc con bò vào cái cán cài đó, cái lưỡi cài đó. Và một sợi dây buộc thứ ba là nó buộc con bò với cái người giữ bò. Bởi vì nếu con bò mà không có người chủ giữ thì tháo cái cài ra, nó có thể đi lang thang, nó sẽ phá hoại cái hoa màu của những người khác. Như thế nào cũng vậy, nếu ý ở đây là định, định á, thì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng cần phải dùng cái ý này hay cái định này để buộc vào tàm quý cho chặt chẽ, cho chặt chẽ. Thứ hai nữa là dùng cái định này nó tập trung vào cái thiền định một cách chặt chẽ tốt đẹp, nó không cho lơi là, cho tâm ý này không lơi là vào cái đề mục, bỏ mất cái đề mục, là mất đi cái đề mục. Cho nên trong kinh văn chúng ta còn trong cái phần mà tứ như ý, Đức Phật Ngài dạy rằng với dục định tinh cần hành. Ở trong kinh điển chúng ta, trong mà phần mà tứ như ý, Đức Phật thường dùng cái từ được Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là dục định tinh cần hành, hay là tấn định tinh cần hành. Nè, cái định này nó buộc chặt cái định, nó buộc vào trong cái ý này, buộc chặt vào cái sự tinh tấn, nó không cho lôi sụp xuống nhé. Và sợi dây thứ ba là cái định này hay cái ý này nó tập trung vào cái thiền tuệ, không
lơ là đối với một trong tam tướng của thế giới. Bất kỳ một sự kiện nào, bất kỳ một thời điểm nào, bất kỳ một việc gì, bất kỳ một hành động nào, nó đều có một trong ba tướng. Nói cách khác rộng hơn là nó có đầy đủ ba tướng trong đó. Và cái đỉnh này cần phải soi rõ để thấy một trong ba tướng nó hiện rõ. Chính Đức Phật dạy rằng cái ý này nó cũng ví như là cái sợi dây buộc. Nó buộc vào sự tinh tấn, nó buộc vào cái sự hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi, không cho xa lìa. Và nó buộc vào cái tuệ quán, không cho xa lìa, đánh mất cái tuệ quán ở trong các pháp của thế gian. Và thưa quý vị, chúng ta đi tiếp câu kệ cuối cùng. Sati me phala bacana, có nghĩa là cái sự chú ý, đó là kết quả thù diệu. Đấy là thông thường bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một cái việc làm nào, nó có kết quả to lớn, nó được lưu dấu lâu dài cũng do sự chú ý một cách thận trọng, không bao giờ chú ý một cách lơ là, mà luôn luôn cái sự chú ý một cách thận trọng này nó là kết quả lớn, như kệ ngôn Đức Phật này dạy. Tức là cũng ví như cái người mà phải đi trên cái lưỡi dao, phải chú ý cẩn thận như thế nào để cho những cái lưỡi dao nó không có làm hại đến bàn chân của mình hoặc thân thể. Nó không phải là sự chú ý của người đi trên cái đường bằng phẳng, mà nó phải là một sự chú ý thận trọng của người lái xe đi trên con đường gồ ghề lởm chởm. Chính cái sự mà chú ý trên những con đường mà gồ ghề lởm chởm nó tránh rất nhiều tai nạn. Mà trái lại, cái sự mà chú ý của người mà đi trên con đường bằng phẳng thì chính ở trong giây phút đó nó có khả năng xảy ra tai nạn, hoặc là nó xảy ra những cái điều bất ổn, bất trắc khởi lại. Cho nên chữ sắc tí mà Đức Phật Ngài dùng ở trong cái câu kệ ngôn này muốn nói là một cái sự chú ý cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ cẩn thận. Nó không cho cái lơ là. Nó cũng giống như là cái người mà phải đi trên những ngọn lưỡi dao bén, sơ sẩy một chút là đủ để đứt chân của ta. Cho nên rất cẩn thận. Hoặc giả cái sự chú ý này cũng giống như là một cái tên tử tội vậy đó. Trên đầu đội một cái chén dầu. Và phía sau lưng của tên tử tội này là có tên đao phụ thủ. Và phải di chuyển một quãng đường. Và Đức Vua ra lệnh rằng khi nào mà dầu ở trên chén đó mà rớt xuống thì lập tức tên đao phụ thủ chém đầu cái người tử tội. Để bảo toàn mạng sống thì cái người tử tội đó khi đi phải chú ý, rất chú ý, để cho những cái giọt dầu trong chén mà đang đổ trên đầu nó không bị rơi xuống. Một khi mà rơi xuống thì người đó sẽ chết liền. Như thế nào cũng vậy. Thì ở chữ sắc tí ở đây mà Đức Phật Ngài dạy chúng bà là môn, đó là chú ý cực kỳ thận trọng, không hề lơ là. Đó là nó sẽ dẫn tới một kết quả nó tốt đẹp, một kết quả lớn. Và thú vị trong cái kệ ngôn này thì cho chúng ta thấy là Đức Phật Ngài dạy chứ ông Bà La Môn. Xin thú vậy. Ở trong câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài, mặc dù cái kệ ngôn ngắn gọn, vắn tắt liên hệ tới sự làm ruộng, nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài chỉ điểm cho ông Bà La Môn Phá Rá Đô Chá này cái con đường hay là cái đạo lộ mà chứng đắc được đạo quả. Tất nhiên trước tiên Ngài nói về cái tính cái hạt giống, rồi Ngài nói sự tinh cần một cách thích thú,
Rồi tiếp theo nữa ngài nói về cái trí quán. Tiếp theo nữa thì ngài nói cái sự muốn xâm nhập vào giới bậc tánh phải có hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Và ngài nói tới định và niệm. Nói cách khác, trong bốn câu kệ ngôn này, trong bốn câu, trong câu kệ ngôn đầu này, Đức Phật ngài dạy cho Bà La Môn con đường bát chánh đạo mà khởi đầu là niềm tin, đức tin trong sạch vậy. Và đối với thời giảng này cũng vừa phải lẽ của báo bác sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin chỉ đường quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng mong quý vị quan hỷ giới phước lành này để đắc kỳ mọi sở nguyện, đồng điệp nhau. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thuận may trong đời sống, được an vui tự lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng nghiệp nhau cả thầy. Nam mô Bồ Tát, Nam mô.